Barbara, Miss Jackson. Ừ, chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại một câu bài tập của phần đó là tính đơn điệu của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Mình sẽ giải câu này theo hai cách khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Cho hàm số y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình cộng m trừ 4, tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Và mình xét cái lỗi của hàm trị tuyệt đối, tức là f(x) của mình nó bằng x mũ 3 trừ 3 x bình cộng với lại m trừ 4. Và vậy thì y của mình nó chính là bằng trị tuyệt đối của f(x). Rồi vậy thì để hàm số đồng biến trên khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Từ cái video lý thuyết hôm bữa, nếu như bạn chưa xem bạn có thể tham khảo cái link ở dưới phần mô tả video ha. Mình đã chứng minh được ở video lý thuyết hôm bữa đó là hàm y bằng trị tuyệt đối f(x) đồng biến trên cái tập D, f nhân cho f phải của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc trong khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Cho chỉ có hai trường hợp thôi, đó là f lớn hơn là bằng 0 và f phải cũng lớn hơn là bằng 0, hoặc là f bé bằng 0 và f phải cũng bé bằng 0. Ở đây cái trường hợp mà f bé bằng 0 thì mình sẽ loại nó. Tại vì sao? Tại vì khi x chạy từ 3 đến dương vô cùng thì tại dương vô cùng thì cái hàm f nó tiến đến dương vô cùng, cho nên là cái f nó không thể nào bé bằng 0 được. Nên là mình phải loại trường hợp này đi. Mình chỉ lấy trường hợp bên trên thôi. Là sao? F lớn bằng 0. Rồi do đây là đồng biến nên mình xét ở cái đầu bút nhỏ, tức là cả cái số 3 ha. Cái điều kiện đầu mình sẽ biến đổi nó thành nó là f3 lớn hơn là bằng 0. Rồi cái f phải lớn hơn là bằng 0 thì mình tính là f phải nó là bằng 3x bình trừ 6x phải lớn hơn là bằng 0 với mọi x thuộc trong cái khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Rồi mình xét cái điều kiện thứ hai trước đi ha. Cái hàm 3x bình trừ 6x, đây cái hàm 3x bình trừ 6x mình đặt nó là hàm g đi, gx bằng 3x bình trừ 6x. Xét đạo hàm của nó ha, g phẩy nó bằng 6x trừ 6. Nó bằng 0 khi nào? Khi mà chỉ khi x bằng 1. Rồi bây giờ mình xác định cái bảng biến thiên của nó ra ha. Rồi ba hàng đó là x, g phẩy và g. Đã x bằng 1 thì g phẩy bằng 0. Tại x bằng 1 thì cái g của mình nó là bằng trừ 3 ha. Nó sẽ đi xuống và nó đi lên. Đây là dương, đây là âm ha. Rồi khi mà x thuộc trong cái khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Rồi mình tính g tại 3 đi. Thế x bằng 3 vào thì mình có nó là bằng 27 trừ 18 là bằng 9. Từ 9 nó đi lên luôn nè. Đó. Cho nên là cái gx lớn là bằng 0 với mọi x thuộc trong cái khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Cái điều này luôn đúng. À, luôn đúng. Đúng không? Tại vì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 9 rồi. Cho nên là nó luôn lớn bằng 0 này ha. Cho nên là mình chỉ xét cái điều kiện đầu thôi. Đó là f3 là phải lớn bằng 0. Và mình thế x bằng 3 vào thì mình có nó là 27 nè. Trừ 27 là hết nè. Đó là m trừ 4 của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. M trừ 4 lớn bằng 0 tương đương với lại m lớn hơn hoặc bằng 4 nè. Thì mình sẽ chọn phương án D. Đó, thì đây là cái cách mà mình áp dụng cái công thức mình đã chứng minh ở video trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện theo cách thứ hai. Cách thứ hai đó là bây giờ mình sẽ thử đi. Mình sẽ khảo sát hàm số y bằng trị tuyệt đối của f luôn. À, thì bản chất của cái hàm y bằng trị tuyệt đối của f đó là những cái phần nào của hàm f nó nằm bên dưới trung hoành. Thì mình sẽ quay ngược nó lên trên ha, lấy đối xứng nó lên trên. Rồi bây giờ với cái hàm f(x) này, mình xác định cái bảng biến thiên của hàm f đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái đề này ra, mình sẽ làm theo cách khác ha. Rồi vẫn là cái đề này, bây giờ mình sẽ giải thử theo cách khác ha. Đó là bây giờ mình sẽ xét đó là cái hàm f của mình đó là bằng cái lõi của nó ha, x mũ 3 trừ 3 x bình cộng m trừ 4. Bây giờ mình thử khảo sát hàm số f này ha. Bây giờ mình sẽ xác định bảng biến thiên của nó. Bạn tính f phải ra cho mình. F phải nó là bằng 3 x bình trừ 6 x. Rồi f phải bằng 0 khi nào? Khi và chỉ khi hoặc là x bằng 0 hoặc là x bằng 2. Rồi bây giờ mình xét cái bảng biến thiên của hàm f ha. Rồi đây mình có ba hàng ha. Đó là x, f phẩy và f. Rồi, f phẩy bằng 0 khi nào? Là x bằng 0 và x bằng 2. Đây, f phẩy đây là 0, 0. Rồi mình điền cái dấu của f phẩy vào ha. Trong trái ngoài cùng, đây là âm, đây là dương, đây là dương. Tại x bằng 0 thì f bằng bao nhiêu? F bằng m trừ 4. Tại x bằng 2 thì f bằng bao nhiêu? Mình đến là đây, 8 trừ 12 là trừ 4 nè. Là m trừ 8 à. M trừ 8. Mình đi lên, đi xuống, nó đi lên. Ngoài đây là dương vô cùng. Đây là âm vô cùng. Đây là âm vô cùng. Âm vô cùng. Âm vô cùng và đây là dương vô cùng. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xét
cái khoảng từ 3 cho đến dương vô cùng ha. Rồi mình điền số 3 vào trong bảng biến thiên. Rồi, vậy số 3 ở đây mình hạ nó xuống. Đã x bằng 3 thì f bằng bao nhiêu? F bằng 3 thì nó ra là bằng m trừ 4 luôn. Đó rất là đẹp. Đó, m trừ 4. Để hàm số đồng biến trên khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Tức là hàm số đã đồng biến rồi đúng không? Nó đồng biến đây rồi. Mình đã biết rồi đó, cái hàm số nó đã đồng biến lên đây rồi. Vậy thì để hàm số trị đối của f nó đồng biến thì bạn để ý cho mình ha. Trên cái khoảng từ 3 đây về 3 đến dương vô cùng đây ha. À, f(x) vẫn có một cái nghiệm trong cái khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Thì khi mà mình lấy trị đối của nó ha thì cái phần âm này nó sẽ lấy đối xứng, nó sẽ lên trên ở đây. Khi mà mình đã lấy đối xứng lên thì hàm số này không thể nào đồng biến được. Cho nên là để hàm số đồng biến thì cái hàm f trên khoảng từ 3 đến dương vô cùng nó phải đi lên như thế này. Thì khi mà mình lấy đối xứng qua thì nó nằm bên trên trục ox hết rồi, khi mình lấy đối xứng lên thì nó không còn phần nào nữa ha. Cho nên là gì, cái f tại 3 nó phải lớn hơn hoặc bằng không, đúng không? F tại 3 nó phải lớn hơn hoặc bằng không. Có dấu bằng xảy ra không? Được, tại vì sao? Cho dù cái f tại 3 nó bằng không, tức là m trừ 4 nó bằng không đấy nè, nó bằng không. Thì khi mình lấy đối xứng lên thì nó cũng vậy thôi à. Tại điểm x bằng 3, hàm f nó bằng không. Thì khi mà mình lấy đối xứng nó lên nó vẫn vậy thôi, nó không có bị ảnh hưởng gì hết nè. Cho nên là dấu bằng vẫn xảy ra được. Tức là f3 nó phải lớn hơn là bằng không. Rồi, cái f3 của mình thì nó bằng m trừ 4, vậy thì là m trừ 4 lớn bằng không. M trừ 4 lớn bằng không tức là m lớn hơn là bằng 4, vậy mình chọn phương án D ha. Các bạn thấy không, hai cái thứ nhất là mình áp dụng công thức thôi, còn cách thứ hai đó là mình xét cái hàm y bằng fx trước, rồi sau đó là mình nhìn vào cái miền dê, rồi mình sẽ dựa vào cái tính chất đó là cái phần nào phía bên dưới trục ox của hàm f thì cái hàm trị đối của fx nó sẽ bị lật ngược lên trên, nên là mình dựa vào cái tính chất đó để mình biện luận ha. Đó, hai cách làm khá là hay. Rồi, cảm ơn đã xem và thấy video mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like, chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn. We'll be right back.